Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục tới nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Cũng dán dán lông ha, lắc lắc ha. Cũng có trực cũng có ha. Lắc lắc đủ thứ dán ha. Đủ thứ hết. Rồi em chào anh Tấn với chào cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Hôm nay em cũng có số mai giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164, đó cũng là số Zalo của em ha. Này là mai giáo Thủ Đức, hình thức là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Em đi vào cây tiếp theo của clip mình là cây 21 ha. Rồi mã số cao khoảng 1m1. Tán ngang là 1m. Rồi xe xe luôn. Quành là 20. Rồi 20 quành. Để đây quý vị. Giá là 700 ngàn luôn. Rồi 700 ngàn bao ship luôn. Rồi xuống cây là mã số tiếp theo luôn. Mã số 22 cao khoảng 1m. Rồi. Ngang là 70. Rồi quành em nói luôn. Quành 20. 20. Rồi, xe xe luôn em. Giá là 700 ngàn. Rồi, 700 luôn. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 23. 23. Cao khoảng 1m. Rồi, tiếp tục. Ngang là 90. Rồi, xe xe luôn. Quành là 17. Rồi để luôn quý vị. Để đặt nhạc hết trơn ha. Giá là 500 ngàn. 500 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Cây 24 cao khoảng 1m3. Rồi. Tán ngang là 1m1. Chưa chưa. Rồi. Rồi xoay xoay luôn. Quanh là 19. Rồi tiếp tục. Giá là 1.100.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 25. 25. Cao 1m1. Ngang 80. Cành cũng đều đây ha. Quành là 17. Rồi 17 quành. Dán lắc đế. Đó quý vị, đây cũng quá xa đế nè. Rồi giá lúc giá là 600 ngàn. 600. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 26. Rồi, cao khoảng 1m1. Tán ngang là 1m2 luôn. Rồi quý vị xem phần dàn xương em nói ha. Quành là 24. Rồi xe xe luôn em. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi xe xe luôn. Giá là 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 27. 27. Cao khoảng 1m1. Rồi. Ngang 70. Rồi, mình xuống hoành luôn nha quý vị. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Giá là 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn bao ship cho quý vị luôn. Rồi, xuống cây. Cây 28 cao khoảng 1m. Rồi xe xe luôn. Vì nhớ kỹ tay cành nha. Đó, đường thân luôn. Rồi xuống hoành dưới luôn nha quý vị. Hoành là 20. Rồi 20 hoành xe xe luôn em. Giá là 750.000. Rồi 750.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn rồi quý vị. Mã số 29, cao khoảng 1m3, tán ngang có 1m1. Rồi, xe xe luôn.
Hoành 59. Rồi, để đẹp quá nè ha. Giá là 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn của gì? Cây mai này cũng đẹp nè ha. Đó, 700 mà bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Cái cây phôi nhỏ ha. Rồi, phôi cũng mini ha. Cây 30. Số 30. Cao là 50. Rồi. Vô hoành luôn. Hoành 52. À, cái gì xem mini mà đế nè. Quá xa đế ha. Giá là 280 ngàn. Rồi, 280 ngàn bao ship. Rồi, xuống cây. Tiếp cây 31. 31. Cao là 80. Ngang là mini 42 luôn ha. Rồi, xuống hoành luôn nha quý vị. Hoành là 13. Rồi, xe xe luôn em. Giá là 390 ngàn. Rồi, 390. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 32. Cao là 90. Rồi, mình vô hoành ở dưới luôn nha quý vị. Hoành là 13. À, cái này để bích cho trơn ha. Giá là 390 ngàn. 390. Rồi, xuống cây. Bích bầu luôn. Số 33. 33, cao. Cao là 1 mét. Ngang là 70. Hoành là 16. Rồi, xe xe luôn em. Rồi, để đây quý vị. Cũng quá xá luôn ha. Giá là 390 ngàn luôn. Rồi, 390 nè quý vị. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. Số 34. Cao khoảng 1m2. Ngang là 90. Rồi. Hoành là 18. Để đặt kẹo trơn ha. Bích trơn nè quý vị. Giá là 520 ngàn. Rồi, 520 ngàn. À, rồi, xuống cây. Mã số 35, cao khoảng 1m2. Ngang 70. Rồi, vị nghĩa dạng xương cái ha. Hoành là 20. Rồi, 20 hoành. Xe xe luôn. Có cụ đế nè. Đó. Giá là 410 ngàn. Rồi, 410 ngàn. Xuống cây. Mã số tiếp luôn. Mã số 36, cao khoảng 1m3. Ngang 80. Cạnh khá quá nè ha. Vậy nè. Này nó bung tạng ra cái là đặc luôn á. Hoành là 26. Rồi, để đây quý vị. Giá là 1.200.000. Rồi, 1.200.000. Rồi, xuống cây. Mã số 37. Cao. Cao là 1m2. Ngang là 70. Hoành là 16. Rồi. Để luôn. Giá là 440 ngàn. Rồi. 440 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 38. 38, cao. Cao là 1m1. Ngang là 1m. Rồi, xe xe luôn. Hoành là 17. Rồi. Để giữ ha. Bích ở trên. Giá là 750 ngàn. Rồi, để nè. Bích bầu ha. Rồi, 750 ngàn. Xuống cây. Mã số 39. Mã số 39. Rồi, cao luôn. Cao 1m2. Ngang 1m. Rồi,
loại diện nghĩa vàng xương ấy ha. Hoành là 18. Rồi, hoành 18. Để luôn. Giá là 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn bao ship. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. Số 40 là số cuối cùng của em luôn ha. Vui lết luôn. Cao là 85. Ngang là 70. Hoành là 15. Rồi, để đây quý vị. Em này là nãy giờ em này đặc nhất luôn. Để đặt kẹo luôn ha. Giá là 800 ngàn. Rồi, 800 rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến hết clip ha. Thì trong quá trình xem thì quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Hiền. Rồi, Hiền có giờ là muốn nói quý vị. Em cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Em rất mong cô chú anh chị em mình tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới ha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều luôn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.